Xin chào mọi người, chào mừng buổi sáng tại Nhật Bản. Và hôm nay Huyền sẽ giới thiệu đến mọi người các trang điểm của Huyền khi đi Nhật Bản nhé. Đầu tiên sẽ là các bước không thể thiếu, đó là bước dưỡng da. Và sau đó Huyền sẽ chống nắng và make up nhé. Huyền sẽ xịt phun sương tế bào gốc lên bông tẩy trang, sau đó lau lên mặt. Lúc mới ngủ dậy mặt mình khá là sưng. Sẽ sử dụng trước bước phay ngày nhé. Người Nhật da của người ta rất là trắng trong, nên là mình sẽ cố gắng trang điểm với lớp nền vừa nhẹ và vừa trong. Sử dụng chì kẻ